Lao Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi phóng sự đặc biệt về lễ Đức Mẹ Guadalupe tại đền thờ Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai 12 tháng 12 theo giờ Roma, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Đức Mẹ Guadalupe bổn mạng các nước Mỹ Châu, tại đền thờ Thánh Ferro Đức Thánh Cha Francisco có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt, nên năm nào Ngài cũng cử hành lễ Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 12 tháng 12. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các vị trong giáo triều Roma, những người được mời tham dự thánh lễ là các đại sứ của các nước Mỹ Châu Latin cạnh tòa thánh và gia đình của họ cũng như một số đại diện cho các linh mục sinh viên Mỹ Châu Latin trong khi đức thánh cha tiến lên bàn thờ ca đoàn hát một bài thánh ca bằng tiếng tây ban nha có tựa đề america despiata nghĩa là mỹ châu hãy bừng tỉnh với những lời như sau mẹ của người nghèo của những người hành hương chúng con xin mẹ cho mỹ châu latin vùng đất mà mẹ đến thăm bằng đôi chân trần ôm chặt một đứa trẻ trong tay ánh sáng của một đứa trẻ mong manh làm cho chúng con mạnh mẽ ánh sáng của một đứa trẻ nghèo làm cho chúng con giàu có. Ánh sáng của đứa trẻ nô lệ khiến chúng con được tự do. Ánh sáng mà một ngày kia mẹ đã ban cho chúng con ở Bê Lêm. Mẹ của những người nghèo còn nhiều khốn khó vì bánh mì luôn thiếu trong nhiều nhà. Bánh của sự thật thiếu nhiều tâm trí. Bánh của tình yêu thiếu trong nhiều người. Mẹ liên đới nhân loại khi nói với sứ thần xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Hôm nay chúng con cần sự can thiệp của mẹ để chúng con không ra hơi nát. Mẹ của giáo hội đấng đã sinh con mẹ cùng với mẹ, chúng con chờ đợi sự tái lâm của người. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, Nuestro Dios conduce la historia de la humanidad. Nada queda fuera de su poder, que es ternura, thiên chúa của chúng ta luôn dẫn dắt lịch sử nhân loại không có gì nằm ngoài quyền năng của người đó là sự dịu dàng và tình yêu quan phòng được thể hiện thông qua những cử chỉ những sự kiện những con người ngài không ngừng nhìn vào thế giới của chúng ta những người thiếu thốn đau khổ lo lắng để giúp đỡ bằng lòng trắc ẩn và lòng thương xót của người. Cách Ngài can thiệp, biểu lộ luôn làm chúng ta ngạc nhiên và làm chúng ta tràn ngập niềm vui. Chúa khiến chúng ta sửng sợ và Ngài làm như vậy với phong cách riêng của mình. Bài đọc thư gửi tín hữu Galat cống hiến cho chúng ta một dấu chỉ chính xác giúp chúng ta chiêm ngắm với lòng biết ơn chương trình cứu chuộc chúng ta và làm cho chúng ta trở thành nghĩa tử của người khi thời gian tới hồi viên mãn thiên chúa đã sai con mình tới sinh làm con một người phụ nữ và như vậy việc chúa con đến làm người là biểu hiện cao nhất trong chương trình cứu rỗi của người thiên chúa đấng quá yêu thế gian đã sai con của ngài sinh bởi người nữ cho chúng ta để hễ ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Như thế, nơi Chúa Giêsu được sinh ra bởi Đức Maria đấng hằng hữu bước vào sự bất bên của thời đại chúng ta, trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta mãi mãi, không thể đảo ngược và đồng hành bên cạnh chúng ta như anh em và bạn đồng hành ngay đến ở với chúng ta không có gì thuộc về chúng ta mà xa lạ với người vì người đã nên như một người trong chúng ta thân thiết bạn bè bình đẳng với chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi và một việc như thế này theo phong cách này đã xảy ra gần năm thế kỷ trước vào thời điểm phức tạp và khó khăn đối với cư dân của thế giới Chú muốn biến sự hỗn loạn do cuộc chạm trán giữa hai thế giới khác nhau thành một sự phục hồi ý nghĩa, một sự phục hồi của phẩm giá trong sự cởi mở với tin mừng. Chú biến nó thành một cuộc gặp gỡ và người đã làm như vậy bằng cách gửi Đức Maria, mẹ của người, đến với chúng ta. Theo logic mà Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta, sau lời loan báo của sứ thần bà maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc juda đức trinh nữ đã vội vã như vậy đức mẹ guadalupe của chúng ta đã đến những vùng đất được chúc phúc của mỹ châu tự giới thiệu mình làm mẹ của thiên chúa chân thật nhất mà nhờ người chúng ta được sống và mẹ đến để an ủi đáp ứng nhu cầu của các con cái không loại trừ một ai để bao bọc chúng như một người mẹ ân cần với sự hiện diện tình yêu và sự an ủi đó là mẹ lai chủng tộc của chúng ta và năm nay chúng ta kỷ niệm guadalupe vào thời điểm khó khăn cho nhân loại đó là một thời kỳ cay đắng đầy tiếng ồn ào của chiến tranh những bất công thiếu thốn nghèo đói đau khổ ngày càng gia tăng và mặc dù chân trời này có vẻ ảm đạm và hoang mang với những điềm báo về sự tàn phá và hoang tàn lớn hơn nhưng đức tin tình yêu đến mức hạ mình của thiên chúa vẫn dạy chúng ta và nói với chúng ta rằng đây cũng là thời gian cứu rỗi thuận lợi trong qua đó qua mẹ đồng trinh tiếp tục ban cho chúng ta con của mẹ đấng gọi chúng ta trở thành anh em gạt bỏ tính ích kỷ, dững dưng và đối kháng, mời gọi chúng ta chăm sóc nhau, không chậm trễ, ra đi gặp gỡ những anh chị em bị lãng quên và bị xã hội tiêu dùng và thờ ơ của chúng ta loại bỏ, là những anh chị em của chúng ta bị bỏ lại phía sau. Và Đức Mẹ làm điều đó không chậm trễ. Mẹ là người mẹ vội vàng, người mẹ ân cần. Hôm nay cũng như xưa, Santa Maria de Guadalupe. Đức mẹ Guadalupe muốn gặp chúng ta như ngày mẹ gặp Juan Diego trên đồi Tepeyac. Mẹ muốn ở lại với chúng ta. Mẹ cầu xin chúng ta hãy để mẹ làm mẹ chúng ta. Hãy mở rộng cuộc đời chúng ta cho Chúa Giêsu con mẹ và đón nhận sứ điệp của mẹ là hãy học yêu thương như Ngài. Mẹ đến để đồng hành cùng người dân Mỹ Châu trên con đường khó khăn, đầy rẫy đói nghèo, bóc lột, thực dân kinh tế xã hội và văn hóa. Mẹ ở giữa đoàn lữ hành, tìm kiếm tự do, đi về phía Bắc. Mẹ đang ở giữa những người Mỹ Latin và bản sắc của họ, bị đe dọa bởi một chủ nghĩa ngoại giáo man rợ và bóc lột, bị tổn thương bởi sự rao giảng tích cực của một thuyết vô thần thực tế và thực dụng. Và mẹ ở đó, mẹ nói với chúng ta, mẹ là mẹ của các con, mẹ của tình yêu trao ban sự sống. Hôm nay, ngày 12 tháng 12, tuần cử nhật Guadalupe liên lục địa bắt đầu ở lục địa Mỹ Châu. Một chặng đường chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm biến cố Guadalupano lần thứ năm vào năm 2031. Tôi khuyến khích tất cả các tín hữu của giáo hội là những người hành hương ở Mỹ Châu. Các mục tử và tín hữu hãy tham gia vào chặng đường chuẩn bị này. Nhưng làm ơn, hãy làm điều đó với tinh thần Guadalupe thật sự. Tôi lo ngại về các đề xuất thuộc nhiều loại ý thức hệ, văn hóa. Những người muốn chiếm đoạt cuộc gặp gỡ của một dân tộc với mẹ của họ những người muốn de mestizo, muốn tạo nên một người mẹ khác. Xin vui lòng, chúng ta đừng cho phép thông điệp của Đức Mẹ bị chắc lọc thành những khuôn mẫu trần tục và ý thức hệ. Thông điệp thật giản dị, thật dịu dàng. Mẹ không ở đây sao? Mẹ không là mẹ của con sao? Xin Chúa Giêsu Kitô đấng muôn dân hằng mong ước, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Guadalupe bàn cho chúng ta những ngày vui tươi và thanh thản để bình an của chúa ngự trong tâm hồn chúng ta và trong tâm hồn mọi người nam nữ thiện chí Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thích để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.